Chào các bạn đang quay trở lại với các video về Slide PowerPoint chuyên nghiệp. Và ngày hôm nay thì Dương sẽ cùng chia sẻ và hướng dẫn với các thầy cô cũng như các bạn cái cách mà chúng ta sẽ điều khiển một chuyển động của Slide PowerPoint. Và bây giờ chúng ta sẽ quan sát ở trên màn hình của thầy Dương như sau. Ở đây thì Dương đang sử dụng việc chuyển động để tạo ra cái hiệu ứng. Và với cái việc chuyển động này thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra cái hiệu ứng nó chuyên nghiệp và nó thu hút, nó giống như một cái video mà các bạn đang theo dõi trên màn hình của Thầy Dương nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào để tạo ra những slide theo kiểu như vậy. Ok, chúng ta sẽ bắt đầu với chương trình ngày hôm nay. Để tạo được cái slide như vậy thì chúng ta khá là đơn giản. Trước hết thì các bạn sẽ tạo ra một cái new slide mới ở đây. Và trong cái new slide này thì chúng ta sẽ insert vào đây một cái hình ảnh nha. Các bạn sẽ insert vào đây một cái hình ảnh. Thì đây có thể là thầy Dương sẽ tạo ra một cái file mới để cho chúng ta sẽ dễ quan sát và dễ nhìn hơn. Đây, chúng ta sẽ có một cái new slide mới ở đây. Rồi chúng ta sẽ insert một cái hình ảnh vào. Và cái hình ảnh này thì có thể là thầy Dương sẽ để ở dưới phần mô tả để cho các bạn có thể sử dụng được cái hình ảnh này để làm demo nhá. Nếu như chúng ta không sử dụng được cái hình ảnh nào phù hợp thì chúng ta có thể lấy cái này. Ok, chúng ta sẽ phóng lớn lên. Rồi, bây giờ chúng ta cảm thấy là bên này nó bị hụt một chút. Thì có rất là nhiều người hay sử dụng cái việc kéo cái bức ảnh này sang phía ngoài, đúng không ạ? Thì như vậy, đối với cái bức ảnh này thì chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ cắt xén đi một chút để cái bức ảnh này nó cảm thấy nó đẹp hơn. Rồi, chúng ta thử xem. Kéo xuống nhá. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái hình. Đây có hai cái ảnh. Cái ảnh này được gọi là ảnh PNG của cái đám mây. Thì ở đây thì hiện tại là thầy Dương cũng sẽ bỏ vào trong cái file để các bạn có thể sử dụng được. Và chúng ta sẽ copy cái này. Thì nó cũng giống như là cái phần insert thôi. Insert một cái tấm hình thôi thì các bạn có thể hoàn toàn chúng ta đưa cái tấm ảnh này vào nhá. Đây, ở đây ví dụ như chúng ta sẽ thấy này, đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một cái đám mây này rất là tuyệt vời. Thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng rất là nhiều các đám mây này chồng chéo lên nhau. Tuy nhiên thì ở trong này thì chúng ta chỉ cần nhân bản lên hai cái hình khối thôi, hai cái đám mây này để nó tạo cái cảm giác nó che phủ được cái đỉnh núi của chúng ta, đúng không ạ? Đấy, thì chúng ta sẽ che lại. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đến với việc là tạo ra một cái slide số 2. Và đối với cái việc làm như này thì chúng ta sẽ sử dụng cái hiệu ứng Transition Mob. Và có thể là trong cái cách làm này thì nếu như nhiều thầy cô, nhiều các bạn đã theo dõi các video về cái hiệu ứng Partial Lab của thầy Dương rồi á, thì chúng ta sẽ hiểu được một phần nào đấy về cái hiệu ứng chuyển động này. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ kết hợp cái Partial Lab đấy và cái hiệu ứng Mob để chúng ta tạo ra một cái hiệu ứng chuyển động. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bấm chuột phải vào cái slide này để chọn phần nhân bản Duplicate Slide này lên, được chưa? Và trong này thì chúng ta sẽ điều chỉnh một chút. Thì trước khi điều chỉnh cái slide này thì các bạn sẽ di chuyển cái đám mây này ra phía ngoài. Đây, chúng ta có thể cho nhỏ lại một chút. Đấy, chúng ta sẽ di chuyển ra phía ngoài. Ok. Và ở đây thì các bạn sẽ tạo ra một cái text box. Đấy, có thể trong cái text box này thì chúng ta sẽ viết là slide design ở đây. Rồi, chúng ta sẽ bấm chuột phải. Chúng ta sẽ bấm vào chữ B để in đậm lên. Và đây thì chúng ta sẽ chọn cái phông chữ, nó sẽ lớn hơn. Nào, bấm vào chữ A để nó sẽ làm to cái nội dung của chúng ta ra một chút nha. Được chưa? Cắn giữa này. Rồi chúng ta sẽ đưa cái nội dung này vào giữa đây. Và bây giờ các bạn sẽ để ý cho thầy Dương một cái, đấy là chúng ta sẽ đổ cái nền của cái chữ này. Đây, chúng ta bấm vào phần Shape Format để chọn phần Shape Field. Và trong phần Shape Field này thì chúng ta sẽ bấm vào phần Eyedropper để chúng ta sẽ chọn một cái màu cho nó, đúng không ạ?
Đấy, chúng ta sẽ chọn một cái mô nền. Và trong cái mô nền này thì các bạn có thể là đổ cái chữ A, cái nội dung, cái màu chữ này nó mờ hơn một chút đúng không ạ? Đấy, thì hoặc là chúng ta cũng có thể là bấm vào phần eyedropper để chúng ta lấy cái màu dưới này. Đấy, thì đấy là một cái cách làm cũng rất là hay. Cái này cho nhỏ thêm một chút nữa nhá. Ok, bây giờ chúng ta sẽ giữ phím Shift Control để chúng ta nhân bản cái này xuống. Đấy, giữ phím Shift Control. Và đây thì chúng ta hoàn toàn có thể tạo thêm một cái nội dung mới, đây là PowerPoint. Cho nhỏ lại. Rồi, ở đây chúng ta sẽ di chuyển lên một chút cho nó sát lại. Được chưa? Rồi, điều chỉnh một chút để nó vừa phải. Rồi, chúng ta có thể cho nhỏ lại cái này. Tương tự, ở dưới này chúng ta cũng sẽ cho nhỏ lại một chút. Ok, bây giờ hai cái này chúng ta sẽ cân bằng. Rồi. Và như vậy là chúng ta khi mà đã tạo ra được cái nội dung này rồi, thì bây giờ một việc nữa đấy là các bạn sẽ bấm vào cái hình ảnh và chúng ta sẽ phóng lớn cái hình ảnh này lên. Giữ phím Shift Control để chúng ta phóng lớn lên. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ xoay cái hình ảnh này một chút để nó cảm thấy nó có sự chuyển động hơn. Đấy chứ ạ, nó sẽ có sự chuyển động hơn. Và bây giờ các bạn sẽ thấy này, ví dụ như đây là cái hình ảnh thứ nhất và cái hình ảnh số 2 thì chúng ta sẽ làm như thế này. Thì trong cái hình ảnh số 2 này thì các bạn sẽ sử dụng thêm cho thực sự một cái hiệu ứng morph, đúng không ạ? Thì cái hiệu ứng morph này chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây nếu như chúng ta bấm phím F5 lên thì nó sẽ như thế này. Và khi mà chúng ta chuyển sang một cái slide thứ 2 thì nó sẽ có cái kiểu hiệu ứng như thế này, đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ đổ cái hiệu ứng morph cho nó như sau. Đây, chúng ta căn chỉnh cái đám mây này một chút nhé, để trông nó cảm thấy phù hợp hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn hai cái phần slide này, chọn vào phần transition và phần morph. Đấy, thì như vậy là nó cảm thấy nó đã có sự chuyển động rồi. Thì chúng ta sẽ thử bấm phím F5 này, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ phải bấm phím Enter hoặc là bấm di chuyển sang phải sang trái để nó chấp nhận cái hiệu ứng cho chúng ta. Đây, đúng chưa ạ? Thì bây giờ các bạn sẽ chọn cho Thầy Dương một cái ở trong này. Đấy là chúng ta sẽ bỏ cái phần On Mouse Click này đi. Chúng ta bấm vào phần After này và tăng cái phần Duration này lên một chút. Đấy, để cái thời gian nó di chuyển nó chậm lại. Được chưa ạ? Và tương tự ở đây chúng ta cũng sẽ tăng lên một chút. Ví dụ như là 4 đi. Rồi, chúng ta sẽ bấm phím F5. Đây, và khi mà cái phần chuyển động thì chúng ta phải làm nó chậm lại. Nó chuyển động nó chậm lại thì khi đó chúng ta cảm thấy cái slide của chúng ta nó trông thật hơn, nó uyển chuyển hơn và nó linh hoạt hơn, mềm mại hơn. Ok, với cái video này thì bài hướng dẫn này nó khá là đơn giản, cho nên các thầy cô hoàn toàn có thể làm được. Và cái phần hình ảnh cũng như là phần tài nguyên, tài liệu thì thầy Dương sẽ để ở dưới phần mô tả. Nếu cái video này cảm thấy hay, hữu ích với các thầy cô thì chúng ta hãy nhớ like, share và subscribe kênh để theo dõi nhiều các video mới nhất của thầy Dương này nhé. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả các quý thầy cô trong các video lần tiếp theo.